Sau 15 ngày từ ngày ký kết hợp tác thì sản phẩm sữa tươi của Nutifood sử dụng nguồn nguyên liệu từ trang trại bò sữa của Hoàng Anh Gia Lai đã được chính thức ra mắt. Đồng thời, Liên minh Nutifood và Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục công bố thêm dự án hợp tác phát triển vùng nguyên liệu cho sữa đậu nành. Dự án hợp tác chăn nuôi bò sữa giữa Hoàng Anh Gia Lai và Nutifood được ký kết vào tháng 6 năm 2014 với tổng kinh phí cho dự án hơn 11.000 tỷ đồng. Theo đó, Hoàng Anh Gia Lai sẽ đầu tư 6.300 tỷ đồng để phát triển đàn bò sữa với số lượng 120.000 con. Còn Nutifood thì đầu tư 5.000 tỷ đồng để xây dựng nhà máy chế biến sữa có công suất khoảng 500 triệu lít sữa một năm. Theo công bố của đại diện Hoàng Anh Gia Lai, hiện tập đoàn này đã đầu tư phát triển đàn bò gần 10.000 con, trong đó có hơn 5.000 con đã cho sữa, đạt sản lượng 100 tấn một ngày. Toàn bộ số sữa này đang được Nutifood bao tiêu và cho ra thị trường hai dòng sản phẩm là sữa tươi 100% tiệt trùng và dòng sữa chua Nuti trước đó. Và để cạnh tranh vào thị trường sữa tươi, đã có nhiều tên tuổi lớn, liên minh này đã tận dụng thế mạnh về vùng nguyên liệu để đưa ra mức giá thấp hơn khoảng 3.000 đồng một lít so với các sản phẩm cùng loại. Cái ngày mà công bố vào năm 2014 thì với cái lợi thế của Hoàng Anh Gia Lai thì sẽ cho một cái giá đầu vào cho ưu đãi cho Nutifood, thì Nutifood cam kết là sẽ giảm xuống để làm sao cho người tiêu dùng Việt Nam là có cơ hội tiếp cận được với sữa tươi. Cái thứ hai nữa là cái chất lượng sữa, như mọi người cũng đã thử và đã biết rồi đó, thì chất lượng sữa rất là tốt. Do vậy thì cộng hai yếu tố đó thì Nutifood rất là tự tin để cạnh tranh trên thị trường. Đáng chú ý, nhân dịp này Nutifood còn công bố đang chuẩn bị chen chân vào thị trường sữa đậu nành qua dự án hợp tác phát triển vùng nguyên liệu với tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Dự án có sự tham gia của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam, nơi đóng vai trò là trung tâm nghiên cứu cây giống và hỗ trợ kỹ thuật canh tác đậu nành. Vùng nguyên liệu dự kiến có diện tích lên tới 3.000 hecta, có khả năng cung cấp 20.000 tấn đậu nành, tương đương với khoảng 185 triệu lít sữa đậu nành một năm. Gia Lai là xưa nay là vênh bóng không có trên bản đồ tất cả những sản phẩm có sữa và đậu nành. Tôi hy vọng với cái việc làm của anh Gia Lai cộng với các nhà khoa học Việt Nam cộng với Nutifood thị trường có sẵn, thì trong tương lai tại Gia Lai là sẽ có một cái sản phẩm ra thị trường, cũng sẽ có vị trí đứng trên thị trường, và không chỉ Việt Nam mà tự nhiên cả khu vực Đông Nam Á. Hiện dự án đã được tiến hành trên 1.000 hecta đầu tiên và nhà máy sản xuất sữa đậu nành của Nutifood cũng chuẩn bị hoàn thành lắp ráp. Dự kiến sản phẩm sữa đậu nành mang tên Nutifood sẽ có mặt trên thị trường trong khoảng 3 tháng nữa.